đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa ra chỉ thị đơn vị trực thuộc tạm dừng sử dụng cột điện ly tâm dự ứng lực tại vùng có bão như Huế để nghiên cứu, đánh giá lại sau khi có hơn 400 cột điện tại tỉnh này đồng loạt gãy, đổ do bão số 5, cơn bão có sức gió dưới cấp 10. Theo thống kê từ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, thì bão số 5 làm 408 cột điện các loại bị gãy đổ, ảnh hưởng đến hơn 280.000 khách hàng và 2.050 trạm biến áp. Sau nhiều ngày tập trung toàn lực khắc phục, thì đến ngày 21 tháng 9, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp điện trở lại cho hơn 85% khách hàng. Trong cơn bão số 5, điều khiến dư luận người dân quan tâm là rất nhiều cột điện bị gãy, đổ. Cột khi bị đứt lộ ra thêm nhỏ, bị cắt đứt ngọt chứ không oằn, uốn cong, lộ lõi thép cỡ phi 16-18 như cột điện truyền thống. Số cột điện bị hư hỏng cũng được cho là nhiều chưa từng thấy sau một trận thiên tai tại Thừa Thiên Huế trong vòng 10 năm trở lại đây. Theo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, trong thiết kế thì cột điện đưa vào sử dụng chịu được sức gió của một cơn bão cấp 12. Loại cột ly tâm dự ứng lực được đơn vị này sử dụng là sản phẩm chịu lực tốt đã qua kiểm nghiệm, được đóng dấu đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN. Trước khi xuất xưởng, sản phẩm đã qua thí nghiệm về lực ứng suất, thí nghiệm chịu đựng, thí nghiệm phá hủy. Loại cột này được thiết kế có khả năng chịu đựng gấp đôi lực dự kiến tác động thực tế. Nếu loại cột này được thiết kế dùng trong phân vùng có áp lực gió là bão cấp 10, thì khả năng chịu đựng của cột là gió cấp 20. Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho hay. Tuy nhiên, trên thực tế, cơn bão số 5 tràn qua địa bàn Thừa Thiên Huế vào sáng ngày 18 tháng 9, chỉ có sức gió từ cấp 6 đến cấp 8, giật tối đa cấp 11. Có nhiều ý kiến đề nghị xem lại chất lượng loại cột này. Lý giải về cột điện ly tâm dự ứng lực bị hư hỏng rất nhiều thì ông Hà Thanh Long, giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết. Sở dĩ có tình trạng như vậy là do không lường trước được khả năng chống chịu cây xanh đổ ngã vào hệ thống cột điện. Cây xanh đổ ngã vào đường điện hàng loạt là nguyên nhân khiến hệ thống cột bị hư hỏng rất nhiều. Mặc dù vậy, qua tìm hiểu của phóng viên, có những nơi giữa đồng không mông quạnh, không chịu tác động của cây xanh, cột ly tâm dự ứng lực đạt tiêu chuẩn cũng bị gió bão chém đứt lìa. Ông Hà Thanh Long tiếp tục giải thích, cột ly tâm dự ứng lực giữa đồng bị gãy là do hiệu ứng domino. Một khi trong dãy đường điện có những cột bị nghiêng thì cột chịu lực lớn nhất sẽ bị gãy, đổ. Tham khảo ý kiến của chuyên gia, cột điện ly tâm dự ứng lực được cho là chịu đựng lực tốt nhưng có đặc tính giòn, trong khi cột đúc truyền thống có đặc tính dẻo. Khi bị tác động ngoại lực mạnh thì cột ly tâm dự ứng. Cột ly tâm dự ứng lực sẽ đứt gãy lìa, còn cột điện truyền thống là cột dẻo nên cong oăn. Nếu bị gãy thì khó đứt lìa. Ruột được thiết kế bằng sắt thép có cỡ phi lớn so với cột dị ứng lực. Hiện nay thì các tỉnh thành ở Việt Nam sử dụng đồng loạt cột điện ly tâm dự ứng lực do đây là sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn của Việt Nam được cơ quan chức năng thẩm định và công bố với giá thành rẻ hơn từ 5 đến 10% so với cột điện truyền thống. Khi đưa vào sử dụng sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách đầu tư. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp như hiện nay, đặc tính vùng miền liên quan yếu tố khí hậu, thời tiết, gió bão cũng hết sức khác nhau, đặc biệt là khu vực miền Trung. Cho nên đây là điều nên được cân nhắc, xem xét lại trong sử dụng loại cột điện phù hợp. Trước thực trạng trên, thì lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc đánh giá lại về sử dụng cột điện ly tâm dự ứng lực. Trước mắt, dừng sử dụng các loại cột này và tính toán lắp đặt các loại cột đảm bảo khả năng chống chịu bão. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp như hiện nay, đặc tính vùng miền liên quan yếu tố khí hậu, thời tiết, gió bão cũng hết sức khác nhau, đặc biệt là khu vực miền Trung. Cho nên, đây là điều nên được cân nhắc, xem xét lại trong sử dụng loại cột điện phù hợp. Lãnh đạo EVN cũng đề nghị các ban thuộc tập đoàn nghiên cứu về việc sử dụng cột điện phù hợp ở khu vực thường xuyên có bão, từ đó đề xuất tiêu chuẩn để các đơn vị triển khai thực hiện. Tạm dừng dùng cột dự ứng lực. Tham khảo ý kiến của chuyên gia, cột điện ly tâm dự ứng lực được cho là chịu lực tốt nhưng có đặc tính giòn, trong khi cột đúc truyền thống có đặc tính dẻo. Khi bị tác động ngoại lực mạnh thì cột ly tâm dự ứng lực sẽ đứt gãy, còn cột điện truyền thống là cột dẻo nên cong oăn. Nếu bị gãy thì khó đứt lìa, ruột được thiết kế bằng sắt thép có cỡ phi lớn hơn so với cột dự ứng lực. Hiện nay các tỉnh thành tại Việt Nam sử dụng đồng loạt cột điện ly tâm dự ứng lực, sản phẩm bảo đảm TCVN được cơ quan chức năng thẩm định và công bố với giá thành rẻ hơn từ 5 đến 10% so với cột điện truyền thống. Khi đưa vào sử dụng sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách đầu tư. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp như hiện nay thì đặc tính vùng miền liên quan yếu tố khí hậu, thời tiết, gió bão khác nhau, đặc biệt là khu vực miền Trung.
Cho nên đây là điều nên được cân nhắc, xem xét lại trong sử dụng loại cột điện phù hợp. Trước thực trạng cột điện đổ gãy hàng loạt tại Thừa Thiên Huế trong cơn bão số 5, cơn bão có cấp gió tối đa là cấp 8, giật cấp 11, thì lãnh đạo EVN vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc đánh giá lại về sử dụng cột điện ly tâm dự ứng lực. Trước mắt, dừng sử dụng các loại cột này và tính toán lắp đặt các loại cột để đảm bảo khả năng chống chịu bão. Lãnh đạo EVN cũng đã đề nghị các ban thuộc tập đoàn nghiên cứu về việc sử dụng cột điện phù hợp ở khu vực thường xuyên có bão, từ đó đề xuất tiêu chuẩn để các đơn vị triển khai thực hiện. Trên đây là cập nhật của chúng tôi về vụ hơn 400 trụ điện bị gãy bất thường ở Huế. Bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận dưới phần comment của video này nha! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều tin tức mới khác nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo!